ta quay lại cái quán bánh canh cua mà tôi ở số 86 Vạn Kiếp. Đây là phường 3 Bình Thạnh. Và đây vẫn là cô bé gốc Huế đây đang ngồi trước cái nồi bánh canh thật là to. Và những người nhà đang phụ. Hôm nay trời quá trời mưa nè. Các bạn sẽ đang không gian chật hẹp, rất là đông khách rồi. Tại vì giờ để lúc mưa đã tạm thời. Các bạn thấy cái cảnh là các bạn trẻ tụ tập ở đây để ăn cái món bánh canh cua rất là đông, đang phải nấp mưa đây trong một không gian rất là chật hẹp. Người nhà của quán đang phụ cho thêm bánh canh vào trong nồi. Một cái nồi bánh canh rất là to, đầy trở lại để phục vụ những các bạn tới đây ăn. Cua được vừa mới được cho vào trong cái nồi. Chúng ta mà hay đam mê ẩm thực thì người Huế là nổi tiếng trong cái việc mà nấu ăn món nào cũng cay và thật là ngon. Nồi bánh canh sệt sệt rất là nhiều cua và cũng rất là nhiều huyết, xương và giò và móng. Bên cạnh là để những cái gia vị cần thiết như là hành hoặc là rau thơm sắc nhỏ và cả bánh quẩy nữa. Thì khách ăn sẽ gọi thêm bánh quẩy, người nhà sẽ phục vụ luôn. Đây đủ nhiêu nữa. Quán bán từ 3 giờ chiều cho đến tối. Rào hết hàng mới về. Ba chị em gái và hai anh trai cùng bố ở chi nhánh này.
cô gái Huế đây đang bán bánh canh mẹ tôi gốc Huế của một gia đình. Còn có chú Cường nè, là ba của những cô bé này. Đó. Đấy đủ hả? Mình bán ở đây được bao lâu rồi bà chủ? Dạ, 7 năm. 10 năm. Cũng gần 10 năm rồi. Bà chủ trẻ tuổi gốc Huế nè, sẽ quay cái nồi bánh canh lên cho chúng ta thấy là những cái thành phần rất là bổ dưỡng ở trong cái nồi bánh canh cua mà tôi rất là nổi tiếng trên cái cộng đồng mà thích ăn uống ẩm thực đây. Má bên đây đủ cả hai chị em và anh trai đang phụ ba bán cái bánh canh mà tôi tại đường Vàng Kiếp Bình Thạnh đây. Bánh canh cua mẹ tôi đây, đây bà chủ sẽ quay khuấy cái nồi lên, chúng ta thấy những cái thành phần đặc biệt có ở trong cái nồi, nồi sệt 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 rất là nhiều cua, cua nhé, rồi cua rất là nhiều luôn mà, giò đâu em? Đây giò nạc nè đó, giò nạc, tô 27 hành thôi nhé, rồi. Bé, cho anh hỏi là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Khoảng mở cửa từ 3 giờ tới 9 giờ tối nhé. 3 giờ chiều tới 9 giờ tối. Và mình có mấy chi nhánh em? Tính thời điểm hiện tại thì có cùng 5 chi nhánh. Là ở đâu nữa? Đây là một chi nhánh là tầm 6 Vàng Kiếp. Rồi. 3 chiều 1 chi nhánh. Rồi. Trương Hữu Trang 2 chi nhánh với lại chờ Phạm Văn Hai 1 chi nhánh nữa. Bé, cái giá bánh canh ở mình thì em có thể nói nôm na cho khách là tô bình thường bao nhiêu tiền? Nó có gì? Dạ, tôi đầy đủ 27 ngàn. Đầy đủ là 27 ngàn? Dạ, còn không cho 25, đặc biệt 35. Đặc biệt là đầy đủ và nhiều, cua là 35. Dạ. Rất là rẻ so với lại cái giá của bánh canh bây giờ tại Sài Gòn nha các bạn. We'll be right back.
rồi. Em nhà em với Tân Mùa Đông rồi. Thì Sài Gòn mà một tô bánh canh nó 7 giá 27